Hello mọi người, hôm nay là lại tiếp tục một series nữa, nhưng series lần này nó sẽ khác là vì hồ mình đang bị một điều xui xẻo dẫn tới. Thì mọi người muốn biết điều xui xẻo đó là gì thì mình sẽ đi vào phần tiếp theo. Bây giờ thì intro nhé. Ok, như mọi người đã thấy thì đây, hồ mình đã dời cỏ và rêu thì lòng thòng đây. Đó, thì nguyên nhân như thế nào thì mọi người có thể theo dõi nha. Và những cái cách mà mình chỉ cho mọi người khắc phục. Đây chính là tác hại của việc mà bị hư mất cái bộ điều khiển của Juler rồi. Và như ở video trước mình có nói, nếu mà để nước nóng quá thì rau nó sẽ bị bay màu và nó sẽ bị rụt và rửa ra. Thì đây là cái hậu quả của việc nước nó nóng trên 30 độ này, và mình không có kịp kiểm tra cái mặt đó, nó bị cháy mất tiêu. Là mọi người, cái mặt nè, do cái mặt này nè, mình cũng khuyến khích là mọi người cũng không nên, mình không biết là do cái mặt hay là do cái cục chiêu lờ kia nó quá tải với cái mặt này. Theo mình biết là cái này nó ra tới 20A, nhưng mà không biết tại sao cái cục chiêu lờ kia nó tới 120W mà nó cháy luôn nè. Mình đi làm nên mình không để ý, thế là về nó cháy. Và hiện tại mình đang đặt lại một cái mặt khác để mình sử dụng. Cái mặt này tuy nó rẻ, nó có 50-60 ngàn thôi, nhưng mà chắc nó chỉ dùng được cho công suất thấp thôi. Nếu mà ai mà lỡ mua hay trải nghiệm đó thì đây, như mình là bị rồi nè, mình chia sẻ với mọi người. Đó, nó cháy, nó nóng quá, nó tải không nổi, nóng quá nó cháy mất mấy cái chân mặt này luôn. Về nhà mình thấy nó bung và nó nát cả le rồi đó. Và cái hậu quả nó gây ra là đây, rong của mình bị rửa hết. Để mình lấy lên cho mọi người coi. Đấy. Nè. Nó vẫn còn nha. Đây là nó còn sống nè. Nhưng mà nó bị mục nè, thấy không? Đó, cái phần mục nè. Đó, nó bay lung tung hồ nè. Nó là nguyên nhân. Bây giờ mình sẽ xử lý nó bằng cách mình sẽ lấy cái cục rong này ra. Mình rửa lại cái phần nó còn sống thôi. Mình rửa lại phần còn sống và mình rửa những cái phần nó mục nát đi bằng nước muối nha mọi người, nước biển của hồ luôn nha, đừng có dùng nước ngọt nha. Đó, xong rồi hồ của mình nó bị rêu. Bây giờ mình sẽ dùng cái bàn chà này, và bàn chà này đặc biệt mọi người nên ngâm cồn trước rồi rửa lại rồi hẳn thò vô hồ nha. Đây, bây giờ mình phải gỡ cái mấy con san hô mà nó chưa bám chân vô layout á, lấy ra mình chà cái phần mà nó bị rêu để tránh cái tình trạng nó. Bây giờ rêu tóc dữ quá rồi, mình không có thuốc để điều trị á, thì mình có thể làm cái cách này. Tuy là nó hơi yếu con san hô đi, nhưng mà mình có thể dưỡng lại, nhưng mình khắc phục được một phần. Cái nước trong đây là nước mặn luôn nha, đừng có lấy nước ngọt ra chà là chết luôn á. Đó, mình chà nó trắng nè. Xong rồi mình ngâm nó, nhớ lấy nước trong hồ luôn nha, để nó không bị sốc. Đừng có lấy nước pha mới nha, nhớ lấy nước ở trong hồ để mình ra mình chà nó. Đó, đây là cách mình giảm rêu. Sau đó mình sẽ thay nước, mình thay nước sau đó mình sẽ giảm đèn lại đi, mình để cho rêu tóc này nó chết đi đã. Sau đó mình châm vi sinh, thức ăn vi sinh vào để cho nó khử một phần. Nhưng mà nó có một sản phẩm riêng để chuyên trị rêu. Nếu như mà những con san hô này nè, nó đã bám chân vào layout, mình đâu có thể gỡ ra ngoài mình chà được như vậy đâu. Một đó, nếu mà layout của mình thoáng á, thì mình có thể mình thò cái bàn chà này vô. Nếu mà layout của mọi người thoáng á, thì thò cái bàn chà vô chà luôn. Mình thò vô mình chà luôn. Layout của mình chưa gì hết, đó, mình chà nó bay. Thì mình cứ chà như vậy đến khi mình cảm thấy nó sạch thôi. Đó, mình chà với cái đầu gió bay đi. Đó, nó đưa vô hộp lọc. Khi mình chà xong rồi nè, mình tách
tắt nước đi, tắt bơm đi, xong rồi mình hút nó ra, nó sẽ đi bớt một phần và nó sẽ giảm một phần rêu rồi nha. Thì mình sẽ thay nước, hút nước ra, mình thay nước, sau đó mình châm vi sinh vô, châm vi sinh, châm thức ăn vi sinh, sau đó mình giảm bớt đèn đi. Hồ của mình do nó bị rong chết á, nó tăng độ 3 đột ngột luôn, làm cho rêu nó lên rất là nhanh, cho nên là mình chỉ có khắc phục chỗ này thôi. Vì mình không có sản phẩm chuyên đặc trị riêng, cho nên là mình sử dụng theo cách thông thường. Mình bắt buộc mình phải gỡ những con san hô đang dán trên leo ra để mình để chữa nó. Bây giờ mình sẽ thay nước. Bây giờ mình sẽ thay nước. Mình sẽ tranh thủ mình hút những cái này ra luôn, hút những cái rêu bám dưới đáy nè. Điều khó lúc hút thì cào cào nó để nó bung ra khỏi cái nền, mình hút nó dễ đó. Hút trên lay ao những cái mà nãy mình, lần này mình sẽ thay nhiều luôn nha, mình thay tới mức nửa hồ luôn. Thì hồ mình đang bị sốc NO3 và BO4 rồi. Em ơi, chà trong cái sum nè, đó cái rêu mà nó rửa ra nó bám vô. Mình nhớ chà mình lấy cái đó ra luôn nha, mình nhớ chà mình lấy cái đó ra luôn, chứ nó tồn đọng trong đó nó cũng phát sinh thêm mà, cái đó nó quan trọng nên là chà lấy ra luôn. Đây nha, cho ai chưa biết là muối rất xì đỏ là gì, đây chính là cái thùng Coral Pro Shell. Đấy, đây là muối rất xì. Như ở video trước mình nói, đây là cái tên của nó nè, tên hãng nè. Còn đây là cái tên của cái thùng muối tím nè. Đó. Ở đây á, nó sẽ hiển thị những cái thông số cơ bản như mình nè. Đây là ba thông số cơ bản, canxi, magie và KH nó hiển thị nè. Khi mình pha một ký với 30 lít nước thì nó sẽ cho mình những cái thông số như vậy. Thường mình nuôi mình sẽ chỉ để ở KH 7 chấm thôi, 7.8 thôi, hoặc là 8 chấm thôi. Ở đây là cái mức KH lý tưởng của cái thùng nước xi tím người ta khuyến cáo sử dụng nè. Ở đây là nó để là cái mức KH là mid set grip, tức là nếu mà một hồ của mình chơi mid nhiều san hô á thì mình sẽ để ở cái mức như vậy nè. Đó. Còn nếu mà chỉ chơi san hô cứng không thôi á thì họ khuyến khích là để ở đây nè. Đấy. Còn đằng sau nó có cái total này, mình có thể coi chi tiết hơn. Mình sẽ biết sơ sơ rồi mình nói cho. Ở đây nó có để FPS luôn nè. Nó để là Sality, tức là cái độ phần nghèn á, độ mạnh phần nghèn á, 34 nè, 35 nè. Đây là pH nè, pH để 8.2, 8.5 nè. Bên đây cũng tương tự vậy. Đó, SPS thì nó sẽ khuyến khích mình. SPS có chữ frat, tức là hồ mình chơi những con FPS nhỏ có nhiều frat, muốn nó lớn nhanh á, thì mình sẽ để cái lượng KH như vậy. Đó, thì con FPS nó sẽ lớn rất là nhanh. Người ta đọc là alkalinity nè, đó, đây là phần đơn vị của nó. Như mình chơi á, mình chơi frat hay gì mình cũng chỉ để 7.8 thôi. Tại vì mình để cái mức cao quá mình không kiểm soát thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là bị sốc á. Nó đang 11 mà tự dưng mình quên đi, mình lười quá mình không châm KH đi, nó bị tụt xuống là tự nhiên con BS nó, con san hô của mình nó sẽ bị yếu dần đi. Đây là calcium nè, calcium người ta khuyến cáo, như mình chơi thì mình cũng không có đo nhiều đâu, nhưng mà nếu mà ai chơi tiêu chuẩn chuyên nghiệp thì người ta sẽ để 430 4.2 là đẹp rồi, hoặc là ở mức lý tưởng thì 4.8. Magie thì mình cũng chỉ 1.1, 1.2 thôi. Ở đây họ cũng để ở những cái mức gọi là mức cao đó. Tại vì cái magie này á cũng phải để cao thì nó tương đương với cái KH này. Nếu cho ai thắc mắc thì cái magie này nó nằm trong hồ là một phần san hô nó hút rất là ít, nhưng cái công dụng chính của nó là để chống cái canxi với KH này nó kết tủa nè. Đó, để chống hai cái thành phần này, hai cái thằng này nó kết tủa với nhau. Đó, cho nên là khi mà bạn để KH cao
canxi cao thì đương nhiên bạn cũng phải để magie cao. Nếu magie thấp quá thì nó sẽ không đủ để nó kìm lại hai cái chất này. Đó là theo cách của mình nghĩ. Còn ai có cách gì hay hơn có thể chia sẻ và góp ý giúp mình. Còn potassium nè, họ cũng khuyến cáo để nitrat nè, tức là cái nồng độ dơ ở trong cái muối này. Tại vì muối mình pha ra nó cũng sẽ có nồng độ dơ à, cho nên là người ta sẽ khuyến khích là cho nên pha nước RO có DI để có cái TDS là bằng 0 luôn á, bắt buộc là bằng 0. Còn dưới nặng dưới 5 á gọi là tương đối, nên là bằng 0. Khi mình pha muối xong nè, nó sẽ để cái phần nitrat nè dưới 0.3 hoặc bằng 3 nè, phosphat cũng vậy. Nhưng hồ mình không nên để tất cả những cái thông số này về 0 hết nhé. À, khó cỡ nào bây giờ tân tiến nó cũng đều có thuốc đặc trị hết, cho nên là mọi người đừng có lo quá. Nhưng tốt nhất là mình cứ chơi ở một cái mức gọi là dinh dưỡng thấp thôi. Như mình ở hồ bé mình chơi dinh dưỡng thấp, cho nên là mình sẽ không có châm thêm chất gì. Tại vì ở trong này nè, pha 30 lít là nó cho những cái chất này rất là cao. Và làm sao để giảm được, làm sao để mình có thể pha muối mà mình giữ được cái 8 chấm của KH hay là canxi 380 hay là magie 1001 đi. Thì đương nhiên mình giảm cái liều lượng muối lại thôi. Và giảm liều lượng vậy thì bắt buộc một điều là độ mặn nó sẽ thấp. Nhưng mà khi mà mình châm vô hồ, mình sẽ canh khoảng 2 đến 3 ngày đi, san hô nó sẽ tiêu thụ bớt một phần. Lúc đó mình sẽ bù muối vô một tí để cho cái độ mặn nó nhảy lên. Ví dụ mình đang để độ mặn ở 1023 đi, là trong hồ mình đang là 1025. Và cái muối trong thùng này mình pha là chỉ có 1020 thôi, tại vì mình đang giảm cái phần magie canxi KH đi, thì đồng nghĩa là cái lượng muối độ mặn nó sẽ thấp. Khi mình châm vô hồ, từ từ nó sẽ đồng bộ, từ từ nó sẽ trung hòa nó sẽ. Sau đó mình cứ đợi sang ngày hôm sau mình chết, nếu mà nó vẫn đang 1025, ok, không có gì xảy ra hết. Nếu mà nó thấp hơn thì mình hãy châm một ngày một xíu muối thôi, một ngày một muỗng muối, giống như là muối xí chua vậy đó, mình châm vô cho nó nhảy lên một xíu thôi. Tại vì cứ một ngày hoặc hai ngày ba ngày, tại vì ngày nào san hô nó cũng sẽ tiêu thụ cái lượng KH canxi hết, cho nên là mình đừng có lo lắng quá. Và mình chơi ở một hồ nhỏ thì nó tiêu thụ không có nhiều. Hiện tại bây giờ san hô của mình rất là ít. Còn ai chơi hồ lớn thì chắc bắt buộc là người ta phải cân đối, người ta phải tìm cái thùng muối. Người ta phải tìm cái thùng muối nó sẽ để thông số là cái thùng muối Resi này nó đang ở mức dinh dưỡng cao. Nó sẽ còn cái thùng mà xanh lá nước, à xanh nước biển, nó sẽ để thông số thấp hơn. Đó, thì mọi người mua cái thùng đó là không phải đau đầu, không phải suy nghĩ gì hết. Còn mình là mình không có châm chất gì thêm, mình chỉ dùng cái muối này, cho nên là mình chơi theo cái cách đó. Mình chơi theo cái cách này cho nó kiểu tiết kiệm về cái tiền chất và hóa chất. Thật ra là hồ nhỏ thì nó sẽ rất là khó hơn, tại vì nó nhảy nhìn liên tục nè. Như mọi người thấy, mình chỉ cần chết trong thôi là nó đã xảy ra vấn đề nổ ba, nhưng mà mình phát hiện nhanh và kịp thời thì mình có thể chữa kịp. Còn ai làm biếng rồi các thứ á, thì sẽ để lâu á, nó ở cái mức nặng quá rồi, thì lúc đó mình sẽ phải dùng cái thuốc đặc trị và sau đó kèm thêm nhiều cái yếu tố khác nữa cơ. Thôi, để bây giờ mình thay nước xong rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ. Đó, mình pha xem ước lượng nó cũng ra 1026 nè. Và sau khi mình xuống đèn thì mình đã thay nước xong, mình dán lại mấy con san hô nè. Mình đã thay đổi vị trí của tụi nó. Và mình có một cái lưu ý nè, hồ mình nhỏ mà mình muốn trải nền cái cục này nè, nó không được rồi. Bởi vì phân cá nó ỉa rồi, cái luồng nó không có thổi được đi hết những cái phân mà nó đọng lại ở bên trong cái cục này nè. Mình dỡ lên là mình nuôi luôn, là mình hút bớt rồi. Cho nên là nó tồn động lại, nó cũng là một cái nguyên nhân để mà gây nên NO3B4 nhanh đó. Cho nên mình đã thay đổi nó, mình dán lên cái vách luôn. Không sao, dán lên vách nó sẽ đẹp, cũng vẫn đẹp, nhưng mà cái nền nó trống trơ à, nhìn nó buồn lắm. Chắc có thể sau này mình sẽ chạy cát quá,
mình sẽ chạy cát mỏng, hoặc là mình sẽ thử tìm một vài con SPS khác sẽ tự bò, hoặc là mình kệ luôn, mai mốt mấy con cọ này nó tự bò xuống dưới này nè, rồi mình tăng cái luồng nó lên để nó thổi. Tại do cái cục này á, nó là nguyên cục cho nên là nó có lỗ lỗ kìa mọi người thấy không đó, thì những cái kẽ lỗ và những cái hõm bên trong nó sẽ chứa lại những cái phân tồn đọng bên trong của con cá, rồi nó làm đọng trong đó không, luồng nó không có thổi đi được. Nhưng mà khi mình dán lên đó, ví dụ sau này á cọ nó có bò thì nó bò xuống cái lớp kiến này nè, nó rất là mỏng, nó không có bề mặt rỗng và lỗ thì nó sẽ không chứa, nó không có chứa và tích tụ phân trong đó, thì luồng nó chỉ cần thổi trên bề mặt là sẽ bay, nó văng luôn. Mình suy nghĩ như vậy, nhưng sau này nếu mà có biến cố thì mình cũng phải thay đổi thôi. Nói chung là mình chơi, mình trải nghiệm mà. Mình sẽ gặp cái vấn đề và mình gặp ở đâu thì mình sẽ chia sẻ, và mình sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn gì khi mình chơi cái hồ này, mình sẽ update cho mọi người. Và cái khó khăn của lần này là mình đã bị cháy mất cái mặt chuler. Bây giờ mình đang order một cái mặt khác để mình thử xem nó sẽ bền hơn cái mặt này không, vì cái mặt này mình mua chỉ có 60k thôi. Giờ mình đang tìm mua một cái mặt của hãng khác để, nhưng mà nó ship tận bên nước ngoài cho nên là nó hơi lâu. Để khi nào về thì mình sẽ review và mình sẽ gắn lại cái mặt đó, và mình sẽ thả lại cái cục rong kia nha. Hiện tại bây giờ nước của mình đang nóng lắm, 29-30 lận, cho nên là mình sẽ không thả cục rong kia vào nữa nha. Ok, thì sau khi mình thay nước thì mình sẽ sử dụng cái combo vi sinh và thức ăn vi sinh này. Đây. Đây. Thì đây chính là vi sinh. Một ống này gọi là Bio DS. Thì cái này của hãng Prodio, của Pháp. Mình nhớ là của Pháp. Thì một ống này nó sẽ sử dụng cho 0-2.000 lít lận. Do hồ mình bé cho nên mình sẽ bẻ một đầu và mình đổ trực tiếp vào hồ khoảng nửa hoặc 1/4 ống thôi. Mình chia ra, đổ 1/4 ống thôi. Rồi mình sẽ cất nó trong tủ lạnh nha. Thì đây là Biobetin. Đây. Ống này người ta hay gọi là thức ăn cho vi sinh. Thì mình cũng chia làm tư luôn và đổ. Ống này thì nó hơi ít tới đây, chắc có thể chia làm 3 thôi. Thì mình chấm á, mình nhớ búng cái đầu này nè. Đó, cho vi sinh ở trên cái đầu này. Nó rớt xuống hết. Đó, nó rớt xuống hết nè, đó. Nó còn đọng một xíu này nè, hơi bọi. Mình búng nó cũng không xuống hết nhỉ. Tương đối, tuyệt đối đâu. Tương đối thôi. Đó, thì ở đây nó có chia cái vạch bẻ nè. Cứ đưa tay vào đây bẻ thôi. Bạn nào ngại thì có thể lót khăn hay gì đó, bẻ, mình bẻ quen rồi thì mình để tay vào đây luôn, nó cũng không có đứt tay đâu. Đó. Bẻ cái là được, thấy không? Thì châm vào hồ thì chỉ cần dốc ngược lên. Lắc vậy nè. Đó. Hoặc là búng. Đó, búng nó sẽ nhỏ giọt nè, đó. Búng nó sẽ nhỏ giọt xuống. Thì cứ châm vào hồ mình búng, nó sẽ nhỏ rồi. Thì nó nhỏ tới cái mức nào mà đủ 1/3 hoặc 1/4 của cái ống rồi á thì mình sẽ ngưng lại. Mình búng đây, mình đã búng được. Bây giờ mình chia cái lọ này 1/3 thôi. Đó, mình búng rồi, giờ còn nữa 7 ngày sau mình sẽ búng lại. Thì mình có cái hộp mà, cho nên mình sẽ để vào cái hộp đây nè mọi người. Đó, mình có cái hộp mà. Đó, mình gài vào cái hộp, mình cất vào trong tủ mát rồi mình để đây. Thì tiếp cũng đến vào cái ống này luôn. Đó, mình cũng đến cái ống này luôn, cũng búng. Đó, đó, nó xuống, không xuống tuyệt đối nha, nhưng mà còn xíu thôi. Bẻ, đưa tay vào đây bẻ. Đó, hồi chia này làm 3, đổ vô thôi. Đó, búng nè. Đây, mình gom lại gần hơn. Đấy, mình búng này, đó. Mình cứ đổ trực tiếp vào hồ trước cái luồng á, cho nó đi quanh hồ luôn. Đấy,
Đây là cách mình chấm tiết kiệm. Một ống này ngoài thị trường đang bán là khoảng 30-35. Đó, mình đã chia đôi rồi nè. Đây, mình đã chia đôi rồi. Đấy, mình sẽ để 1/3 mà. Mình đã chia đôi nó, rồi mình cũng để vào đây. Đó, mình cũng để vào cái hộp này. Rồi, cắt vào tủ lạnh thôi. Đấy, đây là combo vi sinh thôi. Đó, ngoài đó. Thì sau khi mình đã dán nó lên rồi nè, mình sáng hôm sau là mình quay lại. Đó, thì nước nó đã trong, rêu nó chỉ còn một xíu thôi. Rồi mình đã dán lại con bông thuộc ở đây. Rồi một số san hô mình đã dán lại layout. Đấy, cỏ nó nở nè. Cái này là nó chưa có bung căng vì nó chưa có quen vị trí mới á. Rồi mình cho coi tổng thể. Rồi thì video của mình hôm nay mình chia sẻ tới đây. Thì mọi người muốn tiếp tục xem những cái series phần để xem cái hồ này nó có cải thiện được hay là nó sẽ bị như thế nào tiếp theo, thì mọi người nhớ nhấn vào cái nút đăng ký và mình tích vào cái chuông á, để YouTube nó không có bỏ lỡ cái thông báo của mình khi mà mình ra video á. Nếu mà mọi người quan tâm thì nó cũng là một cái động lực để cho mình làm tiếp tục duy trì những cái video, những cái series sắp tới để chia sẻ cho mọi người nhiều hơn. Rồi, video của mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.